có thể là chậm phát triển về cân nặng, chậm phát triển về chiều cao, trẻ kém tập trung ghi nhớ và học tập. Vậy thì làm thế nào để cải thiện khi mà trẻ bị thiếu máu dinh dưỡng? Trẻ bị thiếu máu dinh dưỡng do thiếu folate sẽ có biểu hiện là xanh xao, mệt mỏi, kém hoạt động, chóng mặt, khó thở. Đầu tiên đó là chúng ta thực hiện tẩy giun định kỳ để phòng chống giun sán. Và việc tẩy giun định kỳ của trẻ sẽ bắt đầu từ khi trẻ trên 1 tuổi và định kỳ 6 tháng một lần. Chúng ta sẽ cần thiết cho trẻ ăn nhiều các loại thịt màu đỏ, tức là nhiều các loại thực phẩm có chứa sắt và nó sẽ chứa ở trong các loại thịt màu đỏ. Trứng vịt sẽ chứa 5,4 microgram trên 100g thực phẩm và thịt cừu sẽ chứa là 1,3 microgram trên 100g thực phẩm. Ngoài là cung cấp sắt thì ăn thịt lợn nó lại gây ra nhiều phiền toái, ví dụ như là sán lá gan.